trong đây và hãy cùng mình xem khám phá xem là có những trò nào nha. Let's go. Đây các bạn có thấy cái bãi đậu xe nó to khủng khiếp không? Mình phải đi bộ rất là xa để mới vào được tới cái cổng này. Đúng ra là mình sẽ đứng ở đây để say hi các bạn, nhưng mà tại vì thời tiết nóng quá con mình nó chịu không nổi, cho nên mình phải vào trong để chào các bạn. Mong các bạn thông cảm nha. Đây là cái chỗ bán vé, thì nó có hai chỗ, một chỗ là người bán, còn một chỗ là nó để máy tự động để cho mình mua. Nhưng mà chồng mình không biết vô get line thì nó dài quá, cho nên mình thấy cái quầy bán vé tự động đó thì mình vô mình mua thì nó nhanh hơn. Khi mua xong thì mình sẽ vào đây để người ta kiểm tra vé của mình nữa nè. Giá vé vào đây thì là 90 đồng cho người lớn và 85 đồng cho con nít. Thì cả nhà mình cộng với thuế nữa thì mình trả hết 470 đồng. Thì vô đây mình sẽ được chơi phi tất cả các trò chơi, nhưng ngoại trừ là cái công viên nước thì mình không được chơi thôi. Cái đó chút xíu đi, tại vì mình... Thời tiết nóng quá các bạn ơi, vô đây là phải mua nước uống trước cái đã, chứ không là khát chết. Lúc này mình quên, các bạn vô đừng có mua hai chai nước rời như mình đây nha, thì nó sẽ có cái giá mắc lắm, mà mình uống được có một lần là hết thôi. Còn sau lại mình nhớ ra mình mua cái ly nước nó bán sẵn trong đây là các bạn mua chỉ 20 mấy đồng thôi, mà các bạn có thể refill và uống cả ngày luôn. Nóng quá, cả nhà mình ngồi nghỉ chút xíu rồi mới tiếp tục đi chơi nè. Trời ơi, các bạn thấy không? Nó rộng lớn như vậy đó, đi cho cả ngày mới hết nổi. Nhiều cái trò chơi cảm giác mạnh lắm các bạn ơi. Mình thì không có dám chơi rồi, chỉ có chồng với lại con mình chơi thôi. Bên này nó có một cái vườn thú nho nhỏ nữa nè các bạn. Ở đây nó có những cái quầy để mình chơi cái trò chơi để lấy gấu bông nè, giống như lô tô ở bên Việt Nam mình đó các bạn. Khi nãy mình vô thì mình bị trễ cái show cá heo, thì may quá đi qua bên này thì mình kịp lúc để đi vào coi cái show cá voi.
và đồ ăn đầy đủ luôn nha các bạn. Trời nóng quá, mình mua hai cây quạt này cho con của mình nè, nó bán 28 đồng một cây á, mắc quá các bạn ơi. Chương trình bắt đầu rồi các bạn ơi, cá voi sắp chuẩn bị ra rồi đó. Jim, what happened? We had no idea you were going to get completely
chơi game của mấy đứa nhỏ. Đây là thành tích cả nhà mình chơi nãy giờ đây. Tụi mình mới chơi được 1051 điểm. Bây giờ mình sẽ đi lấy thôi. Vừa bước ra thì con mình đã thấy trò này và nó đòi chơi đây. Đây là khu vực của những loài chim bắc cực. Chơi cái trò này nhìn khủng khiếp quá các bạn ơi. Xui quá, mình bị trễ cái show cá heo rồi. Thì cũng may là gặp cái show cuối ngày này dành cho mấy bạn nhỏ nè các bạn. Hey!
Trời cũng đã sập tối rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Xin kính chúc các bạn một ngày vui vẻ và an lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Talk to myself.
things you don't.